Ok, xin chào các em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ giải qua bài toán Olympic toàn quốc tế IMO. Năm khá là lâu rồi, năm 1979. Nó năm của thầy Pro Lê Bá Khánh Trình nhé. Có Pro này đi thi. Đề bài như sau. Cho P và Q là những số tự nhiên, sao cho P chia Q bằng cái chuỗi số như sau. Người ta yêu cầu chứng minh rằng P sẽ chia hết cho 1979, cũng chính là cái năm thi đấy. Vậy ta sẽ có lời giải như sau. Đầu tiên ta sẽ viết lại P chia Q. Nó sẽ bằng gì? 1 trừ đi 1 phần 2 cộng 1 phần 3 trừ 1 phần 4 cộng với cả lại 3 chấm trừ đi 1 phần 1318 cộng với 1 phần 1319 đó. Thì chúng ta để ý này, cái chuỗi số này nó bao gồm này các cái có các con số chẵn này, đúng không? Chẵn này có các số lẻ và có cái dấu cộng trừ. Số trừ tương ứng với số chẵn và số cộng tương ứng với các số lẻ. Như vậy thì ta sẽ tách, ta sẽ suy nghĩ đến việc tách riêng các cái phần chẵn và phần lẻ đi. Thì tách cái bước tách nó sẽ như sau này: bằng 1 cộng 1 phần 3 cộng 1 phần 5 cộng 3 chấm cộng với 1 phần 1319 và trừ đi các cái phần số chẵn, phần 2 trừ 1 phần 4 trừ 3 chấm trừ 1 phần 1318 đó. Đến đây thì chúng ta lại để ý này, cái phần số lẻ này, đúng không? Số lẻ này, phần dãy số lẻ này thì nó cũng không có gì đặc biệt, nó không phải chỗ điều hòa. Thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái việc chúng ta sẽ thêm các cái phần số chẵn này vào phần số lẻ để tạo thành cái chuỗi số liên tiếp. Thì cái việc thêm như vậy sẽ được biểu diễn như sau. Cái này sẽ bằng 1 cộng 1 phần 2 để tạo thành một chuỗi số liên tiếp đấy. Cộng 1 phần 3 này. Cộng chấm 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 cộng 1 phần 1318 và cộng với 1 phần 1319. Khi mà chúng ta thêm rồi chúng ta phải trừ bớt đi, tức là trừ đi 2 nhân với một cái dãy số vẽ bên trong đôi dấu, đúng không? Phần 2 cộng 1 phần 4 này. Cộng 3 chấm cộng 1 phần 1318 đó. Thì đến đây này chúng ta sẽ quan sát thấy cái chuỗi số chẵn này chúng ta nhân 2 vào, đúng không? Đó. Chuỗi số này, chuỗi số liên tiếp chúng ta giữ nguyên. Phần 1318 cộng 1 phần 1319 và chúng ta nhân 2 vào thì bên trong hoặc sẽ còn gì? 1 cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 3 cộng 3 chấm cộng với 1 phần 1318 mà chia cho 2 thì sẽ bằng 659, đúng không? Đó. Đến đây đúng không? Đây là một chuỗi số liên tiếp này, từ 1 đến 1 phần 1319. Và đây là chuỗi số liên tiếp từ 1 đến 1 phần 659. Như vậy thì ta sẽ lấy cái này trừ cái này thôi. Thì cái số nó sẽ bắt đầu từ 1 phần bao nhiêu? 1.660, đúng không? Cộng 1 phần 661 cộng 3 chấm cộng 1 phần 1318 cộng 1 phần 1319. Như vậy chúng ta sẽ đã biến đổi cái chuỗi số ban đầu không có cái gì đặc biệt cả về một cái chuỗi số đơn giản hơn như sau. Thì đến đây thì ta để ý rằng nó cũng chưa có gì liên quan đến cái việc cái số 1979, đúng không? Như vậy chúng ta cần phải biến đổi thêm. Thì chúng ta nhận thấy này, quan sát thấy này, đó, 660 cộng 1319 thì bằng 661 cộng 1318, tức là cái số đầu và số cuối, như số thứ hai và số gần cuối thì nó đều bằng 1979, đúng không?
Đó, thì suy ra được này, từ này mình sẽ viết lại vào. Ta sẽ nhóm lại, nhóm các cái số đấy lại. 1 phần 1319 đúng không? Cộng 1 phần 661 cộng 1 phần 1318 đó, và cộng với 3 chấm, cộng với đến đây thì nó sẽ là 1 phần 989 cộng với 1 phần 990. Vì sao? Vì 1 660 này cộng nó là số ở giữa đó, 1979 đặc biệt 1319 chia cho 2 thì nó sẽ bằng 989,5. Thì cái số ở giữa nó chính là hai cái số này. Ok, như vậy thì chúng ta đã biến đổi được có liên quan đến số 1979 rồi đúng không? Tiếp tục quan sát thầy. Phần 660 cộng với 1 phần 1319 thì nó bằng quy đồng thôi, để thực hiện cái quy đồng rất là đơn giản thôi, là 660 cộng 1319 chia cho 660 nhân 1319 đúng không? Cái này bằng 1979 chia 660 nhân 1319 đó. Tương tự với cái cặp số tương bên trong đấy cũng thế. Cặp số tiếp theo 1 phần 661 cộng 1 phần 1318 cũng vậy, cũng bằng 661 này cộng 1318 và chia cho 661 nhân với 1318 sẽ bằng 1979 chia 661 nhân 1318 đó. Như vậy thì đến đây ta sẽ viết lại được cái phương trình ban đầu của dạng là P trên Q sẽ bằng 1979 chia cho 660 nhân 1319 cộng 1979 chia 660 nhân 1318 cộng 3 chấm cộng với 1979 đúng không? Chia cho 989 nhân 990. Đây. Và ta sẽ viết cả cái chuỗi số này dưới dạng như sau. Bằng dưới dạng như sau bằng 1979 là thừa số chung đúng không? Nhân với 1 chia 660 nhân 1319 này cộng 1 chia cho 661 nhân 1318 cộng 1 cộng với 3 chấm cộng với 1 chia cho 989 nhân 990. Và sẽ bằng viết dưới dạng ký hiệu như sau, là đại số như sau, bằng nhân với R chia cho S đúng không? Trong đó này, trong đó thì ta có S ở đây sẽ bằng tích của các cái số này, 660 nhân 661 nhân 3 chấm và nhân với 1.300 rồi 1.319 18 đi, nhỉ, 1319. Đó. Và error thì gì? Error đơn giản nó sẽ bằng S chia cho các cái số kia thôi. Cái này thôi. Đó. Cộng S chia 661 nhân 1318 cộng 3 chấm cộng S chia 989 nhân 990. Đó, suy ra đơn giản thôi, đó là gì? Khi mà lấy R chia cho S thì chúng ta sẽ thu được cái bộ này thôi. Cái bộ số này trong ngoặc này. Đúng không? Ok, đến đây rồi ấy, thì chúng ta nhận thấy này. R, S thì nó bằng tích của các cái số
S là tích của các cái số tự nhiên đúng không? Từ 660 đến 1319. Nên chắc chắn nó thuộc tập Z. Hay là tập số nguyên đấy, nó là số nguyên. R cũng như vậy thôi, ví dụ R là số hạng thứ nhất thì chúng ta phải phân tích nó thành gì? Là bằng 660, bỏ 660 và 1319 đi thì nó sẽ bằng 661 này, nhân 662 nhân với cả 1318 đúng không? Đó là cái số hạng đầu tiên của S của R. Số hạng thứ hai cũng thế, chúng ta bỏ 1661 và 1318 đi là 660 nhân 662 nhân với 3 chấm nhân với 1319 thì ta thấy cái này thuộc Z này. Cái này cũng thuộc Z. Và cái này cũng thuộc Z, tất cả các số hạng của R đều thuộc Z, từ đó sẽ suy ra được R sẽ cũng thuộc Z. Thì đây ta kết luận quan trọng đó là gì? Kết luận quan trọng đó là S và R cũng thuộc Z. F và R thuộc Z đúng không? S, R đều là số nguyên. Như vậy thì ta có cái phương trình quan trọng này này. P trên Q bằng P chia Q bằng 1979 nhân với R chia S với P và Q thuộc tập số nguyên à tập số tự nhiên theo đầu bài và S và R thuộc tập số nguyên đúng không? Đó. Đến đây ta phân tích tiếp đó là P chia Q sẽ bằng 1000 à suy ra được. Đến đây ta sẽ suy ra được. P sẽ bằng 1979 nhân với Q R chia S đúng không? QR trên S được chưa? Thì chúng ta để ý nhé. Chúng ta để ý đây, đó là quan sát được này. Cái này rất quan trọng, đó là cái số 1979, đó là số nguyên tố prime number đúng không? Thì cái này các em có thể kiểm tra được nó, đó là bằng cách là ví dụ lấy căn của 1979 đúng không? Nó bằng xấp xỉ tầm 44. Thì các em sẽ lấy các cái số nhỏ hơn 44 là số nguyên tố và kiểm tra xem cái 1979 này nó có chia hết cho các cái số nhỏ hơn cái số này không. Và chắc chắn là nó không chia hết thì từ đó ta suy ra được 1979 chính là số nguyên tố. Đó. Thì vì 1979 nó là số nguyên tố lên nên ta có là 1979 đúng không? Nó chỉ chia hết cho một. Chia hết cho một và chính nó thôi. Mà này. Cái tập S ấy thì nó bằng tích của 660 nhân với cả lại 661 và nhân đến 1319 đúng không? Thì tất cả các cái thừa số của S này nó đều nhỏ hơn 1979. Nên suy ra được là gì? 1979 không chia hết cho S. Đúng không? Không bao chia hết cho S. Mà này, từ đó suy ra được là gì? P bằng 1979 nhân với QR chia S. 1979 không chia cho S nên P thuộc tập số tự nhiên này. Dẫn đến cái này cũng phải thuộc tập số nguyên. Thuộc Z. Đó. Z thì suy ra được, đến đây ta kết luận được rồi. Đó là vì cái này nó tập số nguyên nên là P sẽ chia hết cho 1979. Phải chung đi. Cái quan trọng chúng ta phải suy ra được là cái QR trên S này nó thuộc tập Z. Bởi vì 1979 không chia hết cho S nên là P để P nó là số tự nhiên thì cái số này nó có vẻ là thuộc tập số nguyên. Ví dụ như là trường hợp như là 5 bằng đúng không? 2 nhân với 2,5 thì nhìn có vẻ như là 2,5 không thuộc Z đúng không? Nhưng mà ở đây thì nó lại vi phạm cái điều kiện đó là gì? 2 đây lại chia cho 2 đúng không? Thế thì rõ ràng là gì? Khi mà 1979 này nó không chia cho S thì cái số này QR chia cho S nó phải thuộc Z để đảm bảo là P. Để đảm bảo P bằng 1979 và nhân với QR trên S nó thuộc tập số tự nhiên.
Đó, thuộc tập tự nhiên hoặc thuộc số nguyên đấy. Ok, như vậy bài toán đã được chứng minh. Đó.